Xin chào các bạn, hôm nay thì mình làm video này, mình xin chia sẻ về sản phẩm Elcarin 0.5SL. Đây là một trong những loại thuốc mà đặc trị bệnh cho cây trồng. Thuốc phòng và trị các bệnh đặc trị các bệnh như là bệnh héo xanh, bệnh lở cổ rễ, bệnh thối nhũn, thối thân, rêu xanh, táo đỏ, vân vân. Thì thành phần hoạt chất chính của thuốc đó là hoạt chất là fugus proteolycans 0,5%. Về công dụng của thuốc thì Elcarin 0.5SL là thuốc mà đặc trị vi khuẩn và virus mới nhất trên thế giới, đã có bản quyền 15 năm và duy nhất có tại Việt Nam. Thì đối với cái tác nhân mà virus gây hại trên cây trồng á, thì thường thường rất là khó trị, mà đa số là những nhà vườn mà đã bị virus tấn công trên cây trồng rồi thì thường thường họ thường nhổ bỏ và tiêu hủy, sau đó họ dùng vôi để sát khuẩn, sát virus cái gốc nơi mà họ đào lên. Còn đối với sản phẩm Elcarin này thì trong đăng ký là có trị được luôn, đặc trị được luôn cả virus, thì đó là một trong những sản phẩm có thể nói là rất là tốt trên thị trường. Elcarin thì được chiết xuất từ nấm hương nên có 18 loại khoáng chất, axit amin, vitamin, giúp gia tăng sức đề kháng của cây hơn 40% so với bình thường. Elcarin có tính tiếp xúc, thấm sâu và đặc biệt lưu dẫn hai chiều nhanh trong cây nên chặn đứng nấm bệnh và vi khuẩn chỉ sau 3 giờ phun thôi, và hiệu quả kéo dài. Elcarin thì chúng ta dùng để phun hoặc là tưới gốc cũng được các bạn ạ, cho tất cả các giai đoạn trên cây trồng, kể cả khi cây đang có bông. Thì đối với sản phẩm Elcarin này thì chúng ta kết hợp mà vừa phun lên tán lá vừa tưới gốc á, thì rất là tốt, đó là mình tiêu diệt luôn vi khuẩn virus ở tất cả những nơi mà chúng có thể gây hại cho cây trồng. Về hướng dẫn sử dụng thì đối thì Elcarin phòng trị cái bệnh héo xanh, lở cổ rễ, thối cổ rễ trên cây cà chua, dưa hấu, cà phê, tiêu, phòng trị bệnh thối nhũn, thối thân, đốm rong trên cây tiêu, bắp cải, thanh long, rau củ, phòng trị rêu xanh, táo đỏ trên cây cà phê, tiêu, chè, đều, điều. Phần tiếp theo thì mình xin chia sẻ về cái liều lượng sử dụng của sản phẩm Elcarin này, thì đây là một cái phần rất là quan trọng. Các bạn nắm được liều lượng, các bạn phun đúng liều lượng thì khi mà chúng ta trị bệnh cho cây thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta sử dụng cái liều đó là 0.4 đến 0.5 lít cho 1 hecta, thì chia ra bình 16 lít thì khoảng là 20 ml cho bình 16 lít. Còn nếu mà bạn pha cái bình lớn hơn đó, là bình 25 lít đó, thì pha liều khoảng là từ 25 ml đến 30 ml các bạn nhé. Bình nhỏ 16 lít thì là 20 ml cho bình 16 lít. Còn bình 25 lít đó, thì các bạn pha cái liều là 25 đến 30 ml cho bình 25 lít. Thì lượng nước phun cho 1 hecta thì khoảng chừng 500 đến 600 lít nước. Đặc biệt thì thuốc có hiệu quả cao nhất khi mà chúng ta phát hiện được bệnh mới chớm xuất hiện thì chúng ta phun liền thì hiệu quả sẽ cao nhất. Thì mình xin kéo lên để các bạn xem lại cái mẫu mã của sản phẩm Elcarin. Đây là chai có quy cách là 100 ml các bạn nhé. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Elcarin cũng giống như là cái liều lượng phun thuốc cho từng loại cây trồng thì cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.